chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đã tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và nhà nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo và được thể hiện rõ nét trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Trong đó, nổi bật là phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13 ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Cùng với việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng đã đưa nội dung vận động nhân dân tham gia phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, lồng ghép vào nội dung của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Xem đó là một phương thức hiệu quả để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người dân. Qua đó, kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực rõ nét cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Số tổ hợp tác và số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã phát triển nhanh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 1.263 tổ hợp tác, 222 hợp tác xã, một liên hiệp hợp tác xã, với trên 65.100 thành viên tham gia. Hoạt động của các hợp tác xã đã có những đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị trật tự xã hội tại địa phương. Điển hình như huyện Kế Sách, thông qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc huyện đã vận động nhân dân thành lập các loại hình tổ hợp tác, hợp tác xã, tham gia quy hoạch phát triển các hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, xác định cơ cấu đầu tư, lĩnh vực ưu tiên cùng với chính sách khuyến khích phát triển từng ngành, từng lĩnh vực, xây dựng chương trình phát triển kinh tế hợp tác xã gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, đề án của địa phương. Qua hơn 3 năm thực hiện phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng thì ở đơn vị huyện Kế Sách thì được nhận được sự quan tâm của lãnh đạo là huyện ủy, ủy ban rồi sự phối hợp của các ngành từ huyện đến xã và ấp. Thì qua đó thì phong trào nó được là lan tỏa sâu rộng để nâng cao năng suất, hiệu quả để thúc đẩy cái nền kinh tế phát triển của huyện nhà. Thì thông qua cái kinh tế tập thể đó là hợp tác xã và tổ hợp tác. Thì từ đó thì Ủy ban Mặt trận các cấp của huyện Kế Sách sẽ coi như là triển khai các cái chương trình rồi cái chính sách đối với kinh tế tập thể, thì vận động nhân dân để tham gia vào cái tổ hợp tác rồi hợp tác xã, thì để coi như là nhân dân để thấy rõ được ý nghĩa mục đích này để thành lập và phát triển cái các cái mô hình của hợp tác xã mà thương hiệu ở đặc trưng của địa phương, cũng như là cái hợp tác xã lúa theo chương trình Việt Gáp rồi sản xuất theo cái tiếng hữu cơ, rồi các cái mô hình là cây ăn trái cũng như là vú sữa rồi nhãn rồi cái bưởi, thì cũng được cấp là cái mã code để xuất khẩu qua các cái thị trường khó tính, cũng như là ở châu Âu và coi như là Hoa Kỳ đó. Thì đồng thời các cái mô hình này cũng có chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế có kinh tế, cũng như là các loại nhãn hồi xưa chúng ta là thực nhãn long nhãn rồi nhãn tiêu da bò, chúng ta ghép qua nhãn thanh nhãn đạt cái kinh tế cao. Thì từ các cái hợp tác xã thì nó có những cái tổ hợp tác mà chăn nuôi, cũng như là tổ hợp tác là nuôi lươn không bùn, rồi tổ hợp tác đó là nuôi ốc, rồi nuôi ếch, coi như là đạt rất nhiều các hiệu quả cao. Đến nay, trên địa bàn huyện Kế Sách đã có 36 hợp tác xã với 3.015 thành viên, vốn điều lệ là 31 tỷ 465 triệu và 51 tổ hợp tác với 830 thành viên đang đi vào hoạt động có hiệu quả. Ngành nghề hoạt động chính là mua bán trái cây, trồng trọt, chăn nuôi, cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ sản xuất lúa giống, sản xuất lúa thương phẩm, dịch vụ tưới tiêu, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.
Việc thành lập các hợp tác xã kiểu mới là một quá trình tự nguyện của các hộ nông dân. Song sự vận động hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp là rất quan trọng. Thì mấy anh ấp trong đoàn thể cán bộ anh em cũng hỗ trợ vận động mình tham gia mình vô để mình có cái liên kết, chủ yếu liên kết đó. Thì cho nó phù hợp với nhau, nông dân, rồi là thương lái, rồi nhà nước cùng chung một cái gì đó, mình mới sản xuất ra được cái sản phẩm nó có giá trị hơn, kinh tế cao hơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kế Sách còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng 3 giảm 3 tăng, 1 tăng 5 giảm để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí, kết nối đối tác để các hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ đầu ra sản phẩm và được quan tâm hỗ trợ chính sách triển khai đồng bộ, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tích cực. Các hợp tác xã và tổ hợp tác đều hoạt động theo đúng luật hợp tác xã, các thành viên tham gia đều tự nguyện. Về cái vai trò của mặt trận xã thì có cái tuyên truyền vận động bà con làm những cái mô hình làm ăn có hiệu quả cho gia đình. Thì nó nhìn chung lại ở đây thì cũng có nhiều cái mô hình để là bà con để làm. Thì thứ nhất cũng như là nuôi lươn, nuôi ếch, nuôi gà, nuôi vịt hoặc là nuôi gắn, nuôi chăn. Thì nhìn chung lại là các cái mô hình này thì đều đem lại cái hiệu quả là rất tích cực cho bà con nông dân ở trong khu vực xã. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều chủ động xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Trong đó, giao cho tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên chủ trì thực hiện nhiệm vụ giám sát có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Qua kiểm tra giám sát đã phát hiện nhiều mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, đã kịp thời tuyên truyền nhân rộng. Lúc trước thì nuôi heo bị châu phi lỗ, rồi đến nuôi lươn, rồi nhà bên mặt trận tổ quốc, rồi hướng để vận động sao qua mô hình nuôi lươn. Cũng như lúc mà thời gian năm đó thì lươn cũng có giá nữa, nó tới 190-200 một ký nữa. Rồi thấy như vậy rồi lợi nhuận cao rồi mới chuyển qua nuôi lươn. Cũng đầu bỏ vốn vô cũng hơi nhiều, cũng mấy trăm triệu để mình làm môi trường cũng như là xây hồ, rồi tạo điều kiện làm con giống. Sau 3 năm thì bây giờ cũng đạt hiệu quả cao. Đồng thời kịp thời tập hợp ý kiến kiến nghị của người dân, xã viên, hợp tác xã chuyển đến cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và người lao động trong các hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên chính quyền rồi hỏi thăm một độ thì có làm ăn sao? Thì bên có đó, bên đó thì có các đoàn thể mặt trận tính ra mỗi một năm thì chú làm cũng được 100-200 triệu, 200-300 triệu. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện Kế Sách tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò của mình trong triển khai thực hiện nghị quyết số 13 ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong thời gian tới, thì đối với mặt trận các cấp, cũng nên đó là đóng vai trò làm tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào cái tổ hợp tác và cái hợp tác xã để làm sao để cho có người dân thấu hiểu thêm những cái chính sách của nhà nước ưu đãi theo cái luật hợp tác xã hiện nay, rồi là phát triển các cái mô hình nữa là hiệu quả để nhân rộng, đảm bảo coi như là có những cái ý tưởng mới, có sáng kiến tốt gắn với 5 nội dung về cái đoàn kết sáng tạo để thúc đẩy cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Có thể khẳng định, thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc thời gian qua đã có bước chuyển biến mới quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.
xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày càng khẳng định, nâng cao vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Thưa quý vị, chuyên mục Đại đoàn kết kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.